Là bạn trai chị nha. Gì? Bèo giỡn hả? Không, nghiêm túc, đang rất là nghiêm túc. Cuối cùng rồi, ngày này cũng đến. Thực ra thì Sang biết là Bella thích Sang, nhưng mà giữa tụi mình á, nó có những cái rào cản á. Mọi người có thấy vậy không? Ý mày là ế lâu năm quá rồi đúng không? Cái kiểu vô duyên như cô có ai thèm đâu. Ủa nè, nên giờ vơ đại chứ gì? Kỳ vậy, em thấy Bella cũng được mà, cũng xứng làm bạn gái của em á. Thích người ta thì tỏ tình đàng hoàng chứ mắc gì giả bộ. Phải, cái vấn đề á là tại vì á lúc còn nhỏ dưới quê á, cái có thằng chỗ tre kia kìa, nó mê lắm. Nó nhìn Bella mà kiểu nó mê, mà không thể nào nó cưỡng lại được cái sắc đẹp của Bella á.